Và hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Levini Gamer đây. Và hôm nay khi mình lượm đêm phút, các bạn có một bạn xài Game Pass á, giờ bạn lượm được trái Rumble đấy bạn. Wow, các bạn thấy không, trái Rumble đúng đẹp luôn á. Wow, bây giờ mình sẽ test xài trái ra cơm, xài trái Rabbity xong mình sẽ ăn Rumble nha các bạn. Rồi vô nè, đầu tiên là chiêu Z của Rabbity để mình review nhanh nha các bạn, tại bất công đó Phúc sẽ mất Rumble á. Đó đó, xong rồi chiêu C và cục kim tạch 1.100 nha các bạn. Xong chiêu ít nè, sáu mốt 15 lần thôi bạn kia, đáo kìa. Wow rồi, ok lên BBB để mình review nhanh luôn. Mình review nhanh luôn các bạn ơi, mình sợ mất Rumble lắm. Mình sợ mất Rumble lắm. 50 phút mất nữa mình khóc á. Trời ơi. Giờ vô nè. Vô BB bạn này luôn nha. Để mình test Super Human với lại Gravity có mạnh không nha. Rồi. Đếm đi. Vô. Wow. Mạnh đó nha các bạn. Gravity combat cũng ngon đấy. Đâu đó, đã các bạn, Gravity ngon đó nha. Ui đâu vậy, bạn đó 4M lần nên sẽ rất là mạnh hơn mình nha các bạn. Nè, đó, Gravity ngon đó nha. Mấy bạn chơi tập tinh thần á, bạn nhảy lên trời là rất là ngon luôn đấy, cực kỳ ngon. Ui bắt gì với chúng mình kìa. Ôi đau, ôi chúng rồi. chúng rồi bạn ơi. Gravity này hợp lý đó nha, chúng liền, khó chịu liền. Ủa vậy sao mình trùng chúng ai vậy? Rồi thắng rồi nha các bạn. Giờ tại mình sợ mất lắm mà mình thắng nhanh nha các bạn, tại sợ mất Rumble. Rồi giờ mình ăn vô, mình test cho các bạn Rumble luôn nha. Trời ơi đã. Rồi trời đã kìa. Tại mình xài Gravity nhanh, tại mình sợ 20 phút là nó sẽ mất Rumble các bạn. Nãy giờ mình tìm cũng lâu rồi, nãy giờ cũng còn có 3-4 phút à. Đó rồi bây giờ mình ăn thử nha bạn. Bạn thấy Gravity nãy combat ngon nha bạn, thuộc lại ngon luôn nha, tại cái cục cái thiên thạch các bạn, nó diện rộng lắm, nó rớt xuống cái là rất đam, rất là to luôn nha. Đó nên rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử Rumble cho bạn coi có gì mới không nha. Rồi chiêu Z nè, đâu rồi. Ủa bạn tóc BB rồi. Đố bạn nào cho mình test rồi, bạn nào cho mình test, đây test cho bạn này nha. Đố đừng. đây mình test nhau, để mình test. BB lên, bật lên. Đâu. Để mình test vô đây. Đó. Mình test vô bạn này nha. Rồi. 780 nha các bạn. Mình thấy Gravity combat những đã hơn các bạn ơi, tại lúc mình nhảy thiên thần nhảy cao lên á. Đó, xong mình thả thiên thần xuống, trời nó diện rộng đã lắm. Nên Gravity combat rất ngon nha các bạn, còn chiêu ít là thử đây. 800 với 4 lần 156. Hình như là cũng 1.000-2.000-3 đam mấy bạn. Ở chiêu C 3 này là 10 lần là 1.000-3 nè. Đó, 1.000-3. Với lại chiêu B bắn vô. Cái này cũng 10 lần hay sao mấy bạn? 10 lần là 1.000-1.500 á, 1.500 á. Đó. Nhưng mà cái Rumble là khi bạn combat á, nó sẽ kiểu
chứ bạn xài siêu xê này đó nó bị đứng lại các bạn, nên bạn mà bắt hụt một cái là bạn bắt hụt một cái là chết. Ủa bạn này Gomu à, Gomu hàng chế bạn ơi. Nè Gomu nên kháng điện này bạn. Gomu trong này kháng được điện chứ kháng được cái súng độc nha các bạn, cái súng mà bắn ra độc các bạn đó. À, để bạn này mua sang nha, rồi ok đó, kháng độc nha. Rồi giờ mình thử chế combo nha các bạn. Đâu giờ mình cũng chưa biết combo thế nào luôn á. Để giờ QC á với QV là tốn một khoảng thời gian lận, tốn một khoảng thời gian để vận sức là gồng mấy bạn đó. Với bạn này đừng đánh nhau thôi, đừng đánh nhau coi, vô đánh đùng sùm vậy. Rồi giờ mình thử test combo nha. Giờ combo sao ta, tại vì nếu mà mình xài chiêu vé này chắc chắn không combo rồi. Mình xài bây giờ mình xài chiêu ít này trước nha. Đó, chúng xong rồi mình lướt vô đây nè. Đó, đùng xong bắt chiêu này. Đó, được đó nha mấy bạn. Nhưng mà lúc mình đẩy ra sợ văng sao quá. Đâu giờ mình thử chiêu Z này nha. Rồi. Reset đi. Reset đi rồi mình test thử vô con lính nha. Tại lúc mà rồi. Thấy không? Là không đủ thời gian để mình xài chiêu C này, để chiêu C này mình mới trúng chiêu B được. Đó. Các bạn, đó. Khó lắm. Đâu rồi, cho mình. Giờ mình test thử sao ta? Để mình chưa test combo của con này nữa, Super Omen với lại hôm nay mình sẽ review hai trái cùng lúc nha các bạn, tại vì bạn kia có game pass đó các bạn, lụm được trái Rumble luôn, ngon quá luôn nên mình ăn luôn. Hay thiệt. Công nhận bạn đó lụm hay ta. Mình lụm toàn ra mấy trái bơm rồi chớp chớp rồi đâu không à. Rồi thử rồi. Để mình test thử skill trước nha. Tiên là ít nè. Đó. Đó xong rồi mình bê là bạn đó sẽ chạy được rồi đúng không? Đó. Mình bê chúng là bạn đó chạy được rồi. Khó quá nha. Mình chỉ có chiêu ít này nè. Là lúc mà mình xài đập xuống là bạn đó sẽ bị choáng đứng lại một giây sau á, xong mình sẽ bắt được chiêu Z này với chiêu C này. Đó kết hợp được. Còn cái chiêu C với lại cái chiêu V này mình không biết kết hợp sao luôn á, tại vì nó bị đứng á. Nó bị đứng lại đó. Rồi mấy bạn trong team này làm toàn là team mặc vest của mình không nha các bạn. Mặc vest nha, rồi mình sẽ PvP với bạn này nha. Rồi, thử đây. Cái Rumble có mạnh hơn Gravity không? Ô bắt khó quá. Ui. Khó lắm mấy bạn ơi. Gravity ngon hơn nha. Ô, bắt gì không trúng kìa. Khó quá. Rumble rất khó nha. Ủa, chạy từ từ chạy đã. Chạy trước đã. Giờ mình mà bị đứng một giây lại là thua liền đấy bạn. Đó, khó đi trúng luôn. Rất khó đi trúng luôn bạn ơi, no. Rồi trúng rồi. Wow, khổ thiệt chứ. Chỉ có chiêu V dễ trúng thôi nha các bạn. Đó, bắt trúng rồi nè. Bắt trúng rồi. Trúng rồi bạn ơi. Đúng không? À, hụt rồi. Cái chiêu C này khó quá vậy. Wow. Ôi, bắt hụt rồi. Đó, cái chiêu ít này combo ngon các bạn. Được.
trúng. Đúng không? Không trúng. Nó tại sao không trúng vậy? Rồi trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Ủa trúng mà bắt hụt. Vãi. Đó. Được chiêu B nha các bạn. Cái chiêu ít, cái chiêu C khó trúng quá. Có chiêu B à. Đó, chứ mình cầm cái cây nữa. Gravity. Gravity kết hợp với Rimbo. Mắc cười quá, với lại mình điểm kiếm có một rồi các bạn ơi. Điểm kiếm có một rồi. Nè. Nên Gravity này chắc mình chỉ để câu thôi. Giờ mình solo thử với một bạn nữa nha. Rồi. Solo. Ta là ân. Solo nè, solo nè. Đó, giờ bạn thử với bạn 2.5M nha. Em cũng được. Vô. Vô. Để vô 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 rồi. Rồi. Chuẩn bị nha bạn nghe. Đếm đi, đếm đi, đếm đi, đếm đi. Rồi đây mình đếm. 1 2 3. Go! Vô 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 vô. Trúng. Ừ. Trúng rồi bạn ơi. Trúng nha các bạn. Bắt nè, ôi. Chiêu C khó trúng quá. Chiêu C khó trúng quá. Để mình xài kiếm Gravity. Bắt trúng tiếp. Ủa sao bạn này, bạn này combat ngộ ta. Bạn này combat ngộ quá. Bắt trúng liền rồi, chết rồi. Wow. Mạnh. Rumble thì bạn phải canh cái chiêu B trúng là ngon các bạn. Chiêu B trúng là bạn số bộ mình lướt trúng là hết bài luôn các bạn ơi. Rồi giờ tới bạn này nha. Tới bạn Pro Gaming nha. Ok. Ok ok ok. Ở bạn nó xài Gomu rồi. Ok à bạn này. Ok ok. Bạn nó mua sang rồi tại vì đang bật B của Gomu hay sao vẫn còn dính hiệu ứng các bạn. Rồi. Đếm nha. 1 2 3 vô. Vô. Đó. Sang làm sao mình đánh lại Rumble được. Sang làm sao đánh lại Rumble được. Ôi. Rumble không có chịu nha các bạn. Bắt chiêu C khó quá. Bắt cái chiêu C khó quá. Lai 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 xài lai. Gravity lai Rumble. Nè bắt cái chiêu này là ngon các bạn. Ăn. Đó. Cái chiêu ít này combo ngon lắm các bạn ơi. Wow. Được, được rồi. Bắt đầu mình cũng thích Rumble các bạn. Ủa, update bên cung. À. King Beat mới update Goro kìa. Ok ok ok. Xíu qua xíu qua xíu qua. Xíu qua xíu qua xíu qua. Ok, ủa, ok, cái gì không được vậy. Ok, rồi. Rồi, vậy mình chỉ test Gravity cho các bạn lộn Goro với Gravity cho các bạn. Rồi, từ từ, giờ mình test thử lại combo cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn trúng biết nè, là mình tạo đó đó một giây là các bạn sẽ bắt được chiêu này luôn. Đó, là bạn sẽ combo được mấy chiêu khác. Mà lúc nó bay ra, đó, các bạn xài chiêu C dọn xíu. Cái chiêu C khó trúng quá các bạn ơi. Ngon thì chứ. Wow. Rồi, cũng cảm ơn. Giờ chắc clip tại đây nha các bạn. Mình sẽ qua cái gì kinh biết nè, update mới nè. Mình qua bển mình coi thử trái Goro bển đẹp cỡ nào nha các bạn. Ủa hôm nay update Goro với lại lượm được Goro bên này luôn. Wow, số mình số Goro ạ. Rồi, yeah, hẹn gặp bạn hẹn lại các bạn ở clip lần sau của mình về tựa game Lock Root này nha các bạn. Đó, xin cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bạn Lê tự cảm ơn mình luôn. Đầu tiên bạn thưởng là gì nè, đã cho mình test dam nè. Đó. Với lại cảm ơn bạn Pro Gamer Master M nè. Bạn đó đã lượm cho mình trái Goro đấy bạn. Tại bạn đó full game pass nè, bạn lượm được trái Goro. Đó, mình vô mình treo. Không bạn đó vô, bạn đó tìm phụ mình đó. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Mà có khi nhờ bạn đó lượm mình mới được Goro sao các bạn. Đó, đâu biết được. Với lại rồi. Với lại cảm ơn bạn Phạm Tuấn là cảm ơn tất cả các bạn trong server đã giúp mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau của mình nhé. Bye bye.